thương thầm là viết tên ai lên giấy. Có thể sống mà không cần ăn, chỉ cần thấy người ta hàng ngày. Đó gọi là thương thầm, gần giống như là người đang say. Chỉ không biết là khi nào tỉnh, ngày nào cũng mơ mộng trên mây. Những người đang thương thầm thì tật xấu đâu bao giờ thấy. Lén nhìn người ta từ xa, sao có người hoàn hảo đến vậy. Những người hay thương thầm, người chưa trải qua sao mà hiểu. Nghĩ trong đầu là đủ thứ.